chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh minh huệ chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại pháp luân công tại trung quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trong quá trình tu luyện cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn hai câu chuyện về hồi ức những ngày đầu giảng pháp của sư phụ câu chuyện thứ nhất có tựa đề Hồi tưởng lại năm lần tham dự khóa giảng Pháp của Sư Phụ Bài viết của Xuất Phạm, một học viên ở Trung Quốc Đầu tiên, tôi muốn cảm tạ Sư Phụ đã cứu độ tôi và hai học viên khác trong gia đình tôi. Chúng tôi may mắn bước đi trên con đường tu luyện và trở về với bản nguyên của mình. Năm nay tôi 50 tuổi, Tôi làm việc trong cơ quan truyền thông của tỉnh ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Năm 1990, tôi tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, tôi đã bị một số bệnh bao gồm viêm khớp, nhịp tim nhanh và loạn nhịp. Tôi bị đau đớn do viêm khớp. Để thoát khỏi bệnh tật của mình, tôi bắt đầu đọc các cuốn sách về Phật giáo và đạo giáo, nhưng tôi không thể hoàn toàn hiểu chúng. Cuối năm 1992, bác sĩ của trường, người đã châm cứu cho tôi, đã cho tôi một tấm vé vào hội trợ sức khỏe đông phương và nói rằng vấn đề sức khỏe của cô rất khó chữa. Cô có thể học cái gì đó để nâng cao sức khỏe của mình. Trong hội trợ sức khỏe, tôi thấy Pháp Luân Công và lấy một tờ giới thiệu. Thật không may tôi đã không biết rằng sư phụ đã tổ chức một khóa học sau ngày hôm ấy. Một gặp sư phụ trong buổi giảng Pháp tại kháng phòng nhà máy đài cơ. Khi trường học bắt đầu vào năm 1993 sau kỳ nghỉ đông, tôi gọi đến số điện thoại trên tờ giới thiệu Pháp Luân Công. Một trợ lý nói với tôi rằng sẽ có một khóa giảng bắt đầu vào ngày hôm đó, ngày 23 tháng 2, tại kháng phòng nhà máy đài cơ và mời tôi tham dự. Từ trường học, tôi đến kháng phòng vào lúc khoảng 4 giờ chiều với một máy ảnh và máy quay phim khi tôi nói chuyện với một nhân viên, anh ấy cho biết mỗi khóa thuyết giảng là 10 ngày, với 90 phút bài giảng và 30 phút để dạy các bài công pháp mỗi ngày. Học phí là 50 nhân dân tệ, tương đương 5 nhân dân tệ mỗi ngày, bằng giá một vé xem phim tại Bắc Kinh vào thời điểm ấy. Học phí sẽ được giảm một nửa nếu người ấy đã tham dự các khóa giảng trước đây. Bởi vì tôi không muốn trả tiền học phí, tôi nói với người nhân viên rằng Tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp và quan tâm đến Pháp Luân Công. Tôi sẽ chụp một số hình ảnh và có thể viết một bài báo. Anh ấy nói với tôi rằng sẽ xin ý kiến sư phụ. Khoảng một giờ sau, sư phụ đến cùng với một số nhân viên khác. Sư phụ cao và mặc một chiếc áo khoác đen. Tôi xin phép sư phụ về việc này, và sư phụ đã đồng ý. Do đó tôi đã đi với sư phụ và một vài nhân viên. Kháng phòng rất đơn giản, có một bàn ở phía trước với một chai nước trên ấy. Một đồ hình pháp luân theo được treo bên cạnh bàn. Vào khoảng 7 giờ tối, sư phụ lên sân khấu, lấy ra một mảnh giấy như một thẻ chỉ mục và bắt đầu giảng. Lúc đầu tôi giả vờ chụp một số hình ảnh trong khi nghe bài giảng. Tuy nhiên sau khoảng 10 phút tôi bắt đầu chăm chú lắng nghe. Mở đầu bằng nguyên nhân tại sao một người luyện công lại không thể tăng công của mình sư phụ đã giải thích thế nào là tu luyện phật pháp là gì sinh mệnh đến từ đâu và mục đích của sinh mệnh là gì vì sư phụ giới thiệu pháp luân công tương tự như hệ thống khí công trong bài giảng ngài yêu cầu chúng tôi mở rộng bàn tay của mình với lòng bàn tay của chúng tôi hướng lên phía trên để cảm nhận pháp luân quay tôi đã làm điều đó với các học viên khác và cảm thấy một cái gì đó vô hình đang quay trong lòng bàn tay tôi nó rất mạnh mẽ và tôi có thể cảm thấy tê tê và sưng lên trong khi sư phụ dạy chúng tôi biết rằng hết thảy mọi vật đều có sinh mệnh sư phụ đã lấy ra linh hồn của chai nước và chỉ cho chúng tôi xem tôi nhìn thấy một chấm màu đỏ nhiều học viên kể cả tôi đến là để được chữa bệnh sư phụ biết điều này khi nói về việc cải biến thân thể của ai đó với tư cách là một người tu luyện lên cao tầng hơn Sư phụ yêu cầu chúng tôi suy nghĩ về bệnh tật của mình hay bệnh tật của người thân và cùng dậm chân trên sàn nhà. Không gian rất yên tĩnh khi chúng tôi suy nghĩ về bệnh tật. Sau đó là một âm thanh lớn hơn khi một ngàn học viên cùng dậm chân theo hướng dẫn của sư phụ. Lúc đó tôi chỉ có 31 tuổi, nhưng tôi bị viêm khớp và lo sợ sẽ chết vì chứng loạn nhịp tim. Cả hai bệnh này đều biến mất khi sư phụ giảng. Tôi đã rất hạnh phúc không thể tả được. Trong giờ giải lao, những học viên chúng tôi tụ tập lại cùng với nhau và chia sẻ những trải nghiệm. Một học viên từ Bắc Kinh nói với chúng tôi, ông đã trải nghiệm thông qua thiên mục của mình. Mỗi ngày trong khi tập công, ông đã chạy về phía trước qua đường thông chính. Khi bài giảng đã kết thúc, chúng tôi bắt đầu học các bộ công pháp sau khi nghỉ giải lao 10 phút. Một học viên đi cùng với sư phụ đã chỉ cho chúng tôi các động tác. Khi học các bài công pháp, thứ nhất tôi có thể cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ. Tôi cũng nhìn thấy sư phụ chỉnh sửa các động tác cho một số học viên. Ngày hôm sau, buổi giảng pháp đã được chuyển tới khán phòng nhà máy Hạch Nghi khí Bắc Kinh. Lúc đó tôi nghĩ rằng các bài giảng tốt như vậy mà không trả tiền là không đúng. Vì vậy tôi đã trả tiền học phí, tiếp tục lắng nghe và học các bài công pháp trên đường về nhà tối hôm đó, cơ thể của tôi rất nhẹ nhàng và tôi cảm thấy như tôi có động cơ ở dưới chân khi bước đi. Thức dậy vào sáng hôm sau, trước khi mở mắt, tôi nhìn thấy một vòng tròn màu vàng hình bầu dục ở huyệt sơn căng và nó ở đó một thời gian dài trước khi thu nhỏ lại. Sau khi các bài giảng đã kết thúc, ngay lập tức tôi bỏ hút thuốc và uống rượu, đó là những thói quen xấu tôi đã có trong nhiều năm. Hàng ngày tôi tập bốn bài công pháp đầu tiên vào buổi tối, bài công pháp thứ năm vào buổi sáng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã đi đến điểm tập ở gần đó, một điểm trong công viên liễu tử trúc viện và tập luyện với các học viên ở đó. Nhiều người trong số họ là thành viên gia đình của các quan chức bộ công an. Cả bệnh viêm khớp và bệnh tim mạch đã được chữa khỏi. Sau đó, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 1993, Tôi đã tham dự khóa giảng pháp lần thứ 10 được tổ chức tại khán phòng Bộ Hàng không, nằm ở Ngũ Khỏa Tùng, Bắc Kinh. Một ngày trước khi khóa giảng diễn ra, một phụ nữ 50 tuổi vốn đã phục hồi sức khỏe thông qua các khóa giảng đã đợi bên ngoài giảng đường. Khi bà ấy nhìn thấy sư phụ tới, bà đến và quỳ xuống trước mặt ngài để cảm tạ sư phụ đã cứu sinh mệnh của mình. Sư phụ đã giúp bà đứng dậy và từ bi nói với bà ấy cũng như các học viên khác không nên làm những việc như thế. 2. Lòng từ bi của sư phụ trong khóa giảng Pháp lần thứ 11 tại Bắc Kinh. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 1993, Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc đã tài trợ cho khóa giảng Pháp lần thứ 11 tại Đại học Công an Bắc Kinh. Mặc dù nhiệt độ rất cao giữa mùa hè, hơn 2.000 người đã tham dự khóa giảng này. Trong những ngày đó, tôi đã trải nghiệm một số can nhiễu từ cả tầng không gian này và các tầng không gian khác. Ví dụ, đôi khi sư phụ đang giảng, loa âm thanh đột nhiên tăng lên với một tiếng ồn ào lạ. Sư phụ dừng lại, vẫy tay của mình bên cạnh micro và tiếp tục bài giảng. Một lần khác, trong khi đang giảng pháp, một phụ nữ 40 tuổi đột nhiên đứng dậy và ngắt lời, nói rằng sư phụ đang lừa dối mọi người. Sư phụ bình tĩnh một cách lạ thường. Ngài nói với các nhân viên hoàn trả học phí cho cô ấy và để cho cô ấy tự ra ngoài. Trong khóa giảng Pháp đó, một nghi lễ đã được tổ chức nhân dịp xuất bản cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc. Ngày hôm đó, khán phòng đã tràn ngập từ bi. Trên sân khấu là một biểu ngữ công bố sự kiện. Trên bàn làm việc ở phía trước sư phụ, đối mặt với các học viên là một đồ hình Pháp Luân như chúng ta thấy trong cuốn chuyển Pháp Luân với các từ xung quanh nó trong nghi lễ sư phụ đã có một bài thuyết giảng ngắn về cuốn sách và về việc tu luyện tôi lên sân khấu và chụp một số ảnh màu những bức ảnh sau đó đã được trao cho các nhân viên đi cùng với sư phụ sau khi nghi lễ kết thúc nhà tài trợ sắp xếp một cuộc phỏng vấn và tôi đã có một cơ hội để bắt tay sư phụ trước đó tôi đã nghĩ rất nhiều câu hỏi để hỏi ngài nhưng khi ngồi bên cạnh sư phụ tất cả các câu hỏi của tôi đã biến mất Tôi cũng nhìn thấy người học viên bị gù lưng mà sư phụ điều trị tại hội chợ sức khỏe Đông Phương bây giờ đã có thể đi bộ với tấm lưng thẳng. Bằng một giọng nghiêm khắc nhưng nhẹ nhàng, sư phụ nói với anh rằng mặc dù bệnh tật đã khỏi, nhưng vẫn cần thiết tiếp tục luyện các bài công pháp và đề cao tâm tính của mình để giải quyết vấn đề một cách triệt để. 3. Tham dự khóa giảng Pháp lần thứ ba tại thành phố Quảng Châu, Khóa giảng Pháp tiếp theo tôi tham dự vào đầu năm 1994. Như tôi đọc trong Pháp, đường đời của một người có thể thay đổi sau khi bắt đầu tu luyện. Tôi đã không nhận lời đề nghị giảng dạy tại một trường đại học ở Bắc Kinh. Thay vào đó tôi đã đến Quảng Đông và làm việc cho một công ty nơi ấy. Tôi đã nghỉ một tuần và tham dự khóa giảng Pháp lần thứ ba tại Quảng Châu, được tài trợ bởi Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Châu có hai lý do tại sao tôi tham dự khóa giảng một là tôi muốn sư phụ nhận tôi là đệ tử vì nghĩ rằng chỉ các đệ tử mới có thể được những bài giảng về cao tầng lý do khác là vì nghiệp bệnh trầm trọng mà tôi đã trải qua trong tu luyện hy vọng sư phụ có thể tiêu trừ nó vào ngày thứ ba của khóa giảng pháp tôi đã không ra về ngay sau khi lớp học kết thúc mà đứng chờ sư phụ tại lối ra của khán phòng có một số học viên khác cũng đang chờ ở đó trong đó có một cặp vợ chồng trẻ khi sư phụ đến cặp vợ chồng trẻ đã xin ngài khai quang cho một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích sư phụ đã thực hiện cho họ và đôi vợ chồng trẻ ra về rất hạnh phúc sau đó tôi đã bước tới và giải thích tình trạng của mình sau đó sư phụ giải thích cho tôi đệ tử đại pháp là gì và về việc chuyển hóa nghiệp lực tất cả khúc mắt của tôi đã được giải quyết những lời giải thích của sư phụ đã giúp tôi rất nhiều. Vào thời điểm đó, sư phụ và các nhân viên ở tại nhà nghỉ Liên đoàn Lao động Quảng Châu, ngay bên cạnh Liên đoàn Lao động. Nhà nghỉ này là một tòa nhà hai tầng với cầu thang bên ngoài tòa nhà. Các cửa ra vào bằng gỗ giống như hầu hết các nhà khách khác trong những năm 70 hoặc 80 và các phòng được nối với nhau bằng cầu thang. Từ điều này chúng ta có thể thấy cuộc sống của sư phụ thật là đạm bạc khi Ngài truyền pháp. 4. Đồ hình pháp luân khổng lồ trên bầu trời trong khóa giảng lần thứ năm tại Quảng Châu. Bởi vì tôi đã đọc một số sách Phật giáo trong quá khứ, tôi nghĩ rằng việc quyên góp tiền bạc có thể hỗ trợ việc tu luyện của tôi. Vì vậy, tôi đã viết một bức thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm 1994 và ủng hộ 2.000 nhân dân tệ. Ngay sau đó, tôi nhận được một lá thư nói rằng Đại Pháp không nhận tiền và người ta nên chú ý nhiều hơn tới tu luyện. Chỉ một mẫu tin ngắn như vậy đã dẫn tôi đến khóa giảng Pháp lần thứ năm tại Quảng Châu từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12. Đó là loạt bài giảng cuối cùng của sư phụ ở Trung Quốc. Địa điểm là phòng tập thể dục quận Việt Tú tại thành phố Quảng Châu. Sau khi đã bán hết vé, các học viên còn lại chỉ có thể mua vé đứng. Khi sư phụ trình bày các bài giảng, có những người đứng gần bàn ở trước mặt sư phụ, cũng như tại các lối đi. Hầu hết những người từ các tỉnh khác như chúng tôi đã được sắp xếp để ở lại trong ký túc xá học viện Trung Y Quảng Châu. Trong những ngày đầu tiên của khóa giảng, chúng tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái sau khi thân thể chúng tôi đã được sư phụ tịnh hóa. Chúng tôi cũng đã được trải nghiệm nghiệp lực đã được loại bỏ như thế nào. Trong lúc đó, cơ thể của chúng tôi rất nặng nề, và chúng tôi cần nghỉ ngơi mỗi khi đi được 20 hoặc 30 mét. Vào ngày thứ tư hoặc thứ năm, sư phụ giảng về đồ hình Pháp Luân. Khi trở về ký túc xá, có người đã thấy rằng bầu trời nhiều mây đã trở nên trong hơn và một vòng tròn màu vàng khổng lồ xuất hiện. Cũng có rất nhiều vòng tròn nhỏ gắn vào vòng tròn lớn. Các học viên với thiên mục mở cho biết đó là Pháp Luân khổng lồ vì thiên mục của tôi chưa mở, tôi chỉ có thể nhìn thấy vòng tròn và một số ánh sáng di chuyển xung quanh nó theo từng đợt một. Khi sư phụ kết thúc khóa giảng Pháp vào ngày 29 tháng 12 năm 1994, tất cả các học viên đã đứng dậy và vỗ tay trong một thời gian dài. Nhiều học viên đã tặng hoa cho sư phụ để tỏ lòng biết ơn của họ. Chúng tôi đã không biết rằng để các học viên Trung Quốc chúng tôi gặp được sư phụ trước khi chính Pháp kết thúc, là muôn vàng khó khăn. Trên đây là những trải nghiệm của tôi, hy vọng tất cả chúng ta đều tu luyện tinh tấn. Câu chuyện thứ hai, hồi tưởng về buổi giảng pháp đầu tiên của sư phụ ở Hoa Kỳ. Bài viết của học viên ở vùng vịnh San Francisco. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 6 tháng 2 năm 1996. Tôi rất may mắn được tham dự khóa giảng đầu tiên của Sư Phụ ở Hoa Kỳ vào ngày mùng 5 tháng 10 tại công viên Otega ở Sunnyvale, California. Đó là một ngày mà tôi sẽ nhớ mãi. Vào cái ngày nắng đẹp với bầu trời trong xanh, nhiều chú chim bay đến đậu trên cây xung quanh nhà lều, hót một cách hân hoan, các nhà lều xung quanh tràn ngập ánh sáng màu đỏ sư phụ trông rất trẻ và tuấn tú mỗi lời của sư phụ đều khắc sâu vào tâm tôi khiến cơ thể của tôi chấn động không thể nào diễn tả được hết niềm vui và hạnh phúc tôi đã vỗ tay quá nhiều lần đến nỗi đôi bàn tay tôi tê đi một lúc điều này đã đặt một nền tảng tốt cho sự tu luyện của tôi sau này đêm đó tôi bắt đầu tu luyện đột nhiên tôi thấy một con mắt khổng lồ hai ngày sau thiên mục của tôi khai mở và tôi thấy một pháp luân đang quay vào ngày thứ năm tôi cảm thấy pháp luân đang quay ở bụng dưới theo tôi hiểu sư phụ đã đặt một pháp luân cho tất cả chúng ta và chúng câu thông trực tiếp đến sư phụ thực tế trong hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tôi luôn luôn cảm thấy pháp luân xoay nhanh ở bụng dưới trước khi sư phụ đến một số học viên khác cũng nói về các trải nghiệm tương tự thiền mục của nhiều học viên được khai mở và thậm chí có một số công năng. Những công năng này không thể truy cầu mà có được, nhưng thường được ban cho chúng ta mà không cho chúng ta biết. Trong bài giảng tại Sydney, sư phụ giảng vô cầu mà tự đắc, điều này là chính xác. Trong giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, sư phụ giảng tu luyện như lúc ban đầu tất thành chính quả. Trong giai đoạn tu luyện ban đầu, Việc bảo trì tâm thái tu luyện thuần tịnh, kiên định, tín sư, tín pháp chính là nền tảng giúp chúng ta không ngừng tinh tấn. Nhờ tinh tấn nên sư phụ ban cho chúng ta nhiều công lực và công năng. Sau khi thiên mục tôi được khai mở, tôi nhìn thấy những cảnh tượng mỹ diệu trong không gian khác và các chúng sinh ở tầng thứ cao. Khi chủ nguyên thần tôi bay lên, tôi nhìn thấy các kiếp trước của mình, nhìn thấy người thân ở Trung Quốc, mặc dù tôi đang ở Mỹ các phi hành gia làm việc trong trạm không gian vân vân đôi khi trong khi đang ngồi tôi nhìn thấy các chúng sinh ở cao tầng đi qua tôi bên trong tôi tôi cũng nhìn thấy nguyên anh và anh hài cũng như năm phó nguyên thần ba nam và hai nữ tôi cũng nghe được âm nhạc ở các không gian khác thỉnh thoảng sư phụ quán đỉnh cho tôi mọi thứ đều rất chân thực tôi thường nói với các học viên khác rằng mỗi từ trong chuyển pháp luân đều là thật trong thực tế mỗi từ trong truyền pháp luân có vô số tầng hàm nghĩa thâm sâu chúng ta càng đọc truyền pháp luân thì chúng ta sẽ càng ngộ ra các pháp lý bằng cách này chúng ta sẽ đề cao tâm tính của mình và có được công lực cao chuyển hóa cơ thể của mình trong tiến trình này một số người có thể cảm nhận thấy trong khi một số không thể cảm nhận rõ ràng tuy nhiên chúng ta phải chú ý đến học pháp bởi vì nó thực sự là rất quan trọng đối với chúng ta theo tôi thể ngộ, luyện công là tu luyện, học pháp cũng là tu luyện. Nhưng muốn có thể tĩnh tâm để học pháp thì thật không đơn giản, cần phải đặt công phu. Khi học pháp, chúng ta nên tập trung vào sách đại pháp và không nên để bị phân tâm bởi những điều khác. Chỉ bằng cách tĩnh tâm chúng ta mới có thể đồng hóa với pháp và đề cao cả tâm lẫn thân. Chỉ khi đó cơ thể chúng ta mới có thể được chuyển hóa tối đa và trải nghiệm được trạng thái miêu tả trong cuốn truyền pháp luân trong khi ngồi đà tọa mặt khác nếu chúng ta có một chấp trước truy cầu trong tâm thì rất khó để ngộ ra pháp lý sư phụ có vô số pháp thân điều này cũng là sự thật một học viên có một đứa con sáu tuổi cháu bé thường chỉ vào pháp luân đang quay của tôi và bắt trước nó bất cứ nơi nào chúng ta đi sư phụ luôn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ chúng ta và bảo vệ chúng ta Tôi đã từng bị bốn lần tai nạn xe hơi trong quá khứ. Một vụ vào trước 20 tháng 7 năm 1999, đó là để trả nghiệp. Ba vụ là sau 20 tháng 7 năm 1999, và tôi tin rằng đó là do tả ác muốn bức hại tôi. Ba trong bốn vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, và một vụ xảy ra trên đường ở địa phương. Trong tất cả bốn vụ tai nạn, chiếc xe đã bị hư hỏng, nhưng tôi vẫn không sao bởi vì sư phụ đã bảo hộ tôi. Một lần một người phụ nữ lái xe mất điều khiển 30 giây và lao thẳng về phía tôi. Các học viên khác cũng trải nghiệm tình huống tương tự. Xe hơi của một học viên bị tông bởi một xe tải nặng vượt đèn đỏ. Xe hơi của cô ấy bị hư hại nghiêm trọng và phía bên người lái bị biến dạng nặng. Tuy nhiên, cô ấy không sao cả và chỉ không thể ra khỏi xe. Cảnh sát không thể tin những gì đã xảy ra, rõ ràng sư phụ đã bảo hộ cô ấy. Trước khi nghỉ hưu, tôi tham gia rất nhiều hoạt động đại pháp ở Mỹ và Canada. Thêm vào đó là việc giảng thanh chân tướng bằng cách gửi fax, gọi điện thoại, vân vân. Sau khi nghỉ hưu, tôi đã dành thời gian phân phối cửu bình để giảng thanh chân tướng đến người thân và bạn bè ở Trung Quốc, đề nghị họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên quan, cũng như gửi thư tài liệu giảng thanh chân tướng. Tôi cũng đặt các áp phích và phân phối tài liệu để quảng bá biểu diễn của thần vận và phân phát báo đại kỷ nguyên suốt cả năm. Trong 14 năm tu luyện, bất kể tôi đã làm được bao nhiêu để chứng thực pháp hay phát triển được những công năng gì, tôi luôn hướng nội để loại bỏ tư tâm. Tôi nghĩ rằng tâm hoan hỷ là một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc hướng nội và loại bỏ chấp trước của tôi. Bằng cách loại bỏ sự ích kỷ, chúng ta sẽ có thể loại bỏ được chấp trước hiển thị tranh đấu và các chấp trước khác khi nhìn lại bản thân mình tôi thường thấy các học viên khác tu luyện tốt hơn tôi tôi thường ít chú ý tới những thiếu sót của người khác là một học viên lớn tuổi tôi thường bị người khác xem thường hoặc lờ đi tôi lấy đó như là cơ hội tốt để tôi hướng nội và đề cao người tu luyện trong quá khứ để đề cao bản thân họ phải đi vân du trong xã hội và chịu đựng đói khổ và tất cả các loại ngược đãi Bây giờ chúng ta có rất nhiều cơ hội tốt để đề cao khi tu luyện trong đại pháp. Chỉ bằng cách loại bỏ vật chất xấu, chúng ta mới có thể đề cao lên trên. Đã 14 năm kể từ khi sư phụ giảng khóa giảng đầu tiên ở Hoa Kỳ, qua chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuê.org.